đã có hơn 96.000 ca mắc sốt xuất huyết. Con số này tăng 3,2 lần so với cùng kỳ của năm 2018 và 11 ca thì đã tử vong. Đây là con số mới nhất về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vừa được Bộ Y tế công bố. Cơ quan này cũng cho biết, nếu như không khẩn trương kiểm soát, dịch bệnh này có thể sẽ bùng phát ở trên diện rộng tại các tỉnh thành phía Nam. Các tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 27.000 ca, 5 ca tử vong, tiếp theo là Khánh Hòa với gần 6.800 ca, có 1 ca tử vong, Đồng Nai gần 5.600 ca, Bình Dương gần 5.000 ca, 1 ca tử vong. Qua phân lập tuyếp virus gây bệnh cho thấy rõ tuyếp D2 chiếm đến 50%, tiếp theo là tuyếp D1 chiếm 27%. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, năm nào xuất hiện bệnh nhân sốt xuất huyết tuyếp D2 nhiều thì năm đó số ca bệnh sẽ tăng và tăng nặng. Do vậy, nếu các bệnh viện tuyến dưới tiếp cận nhiều bệnh nhân nặng thì quá khả năng điều trị, có thể chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, nếu đánh giá nếu như nguy hiểm ở trên đường chuyển viện thì phải tham vấn tuyến trên để điều trị tại chỗ. Bộ Y tế đánh giá dịch sốt xuất huyết gia tăng, nguy cơ lây lan rộng thời gian tới là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Do đó, cần phải giảm tối đa số ca tử vong trên số ca sốc do sốt xuất huyết và khẩn trương tổ chức ngay chiến dịch diệt lăng quăng và diệt muỗi.